Và tiếp tục về clip số 135 này, cơ sở giới thiệu đến các bác về một số sản phẩm đồ gỗ mini. Trước tiên xin giới thiệu đến các bác về một hộp đựng tráp các bác nhé, hay còn gọi là hộp đựng trang sức, với chất liệu là gỗ chắc ta và được cắn ốc sa cừ cũng như là gỗ sưa và ngà. Có kích thước là chiều sâu 18,5 và chiều dài là 27 cm các bác nhé. Được cắn ốc này, gỗ sưa này và ngà các bác nhé. Góc này bọc đồng này, được cẩn bốn mặt luôn. Và được cẩn cảnh tích các bác nhé, cảnh tích này cực kỳ đẹp luôn ạ. Mặt trên này các bác thể thấy đây cũng có ba chú tiểu đồng các bác nhé. Khuôn mặt thì cực kỳ là sắc luôn và cực kỳ đẹp luôn. Bao đẹp cho các bác luôn ạ. Các bác thể thấy từng khuôn mặt này cực kỳ là sắc thái luôn các bác nhé. Và thân cây gỗ sưa này bằng ngà, cây mai này bằng bông hoa bằng ngà các bác nhé. Đó, bảo đẹp cho các bác luôn ạ. Và phần bên trong đây tất cả 100% là gỗ chắc ta, bần cực kỳ là đẹp luôn ạ. Chiếc hộp này cơ sở giao lưu cho các bác giá là 3,5 triệu các bác nhé, 3,5 triệu. Và tiếp tục về sản phẩm tiếp theo của clip số 135 này, cơ sở giới thiệu đến các bác về một chiếc khay trà. Khay trà gỗ vụ ạ, kích thước là 24 và nhân 34 cm và chiều cao 8 cm ạ. Chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gõ mật, gỗ mật các bác nhá, đục chạm truyện và chữ thọ này. Đục chạm truyện chữ thọ các bác nhá, bán lá liền tấm luôn, cực kỳ là dày luôn. Khay này cơ sở ra lưu cho các bác giá là 550k. Vân cực kỳ đẹp luôn các bác nhá, từ trong ra ngoài giá 5.550.000 ạ, 550k bao phí ship cho các bác luôn. Bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp cơ sở em. Và tiếp tục cơ sở giới thiệu đến các bác về một chiếc đĩa. Chiếc đĩa cận cảnh là tùng các bác nhé, một cây tùng và mai. Hung ngoài này cận dây leo có đường kính là 41 cm. Cận ốc xà cờ Singapore 7M cực kỳ đẹp luôn. Bác có thể thấy đến gần để xem chi tiết hơn về cái chất liệu ốc xà cừ, cực kỳ đẹp luôn. Hàng bao đẹp cho các bác luôn nhé. Với một chiếc đĩa này cơ sở em giao lưu cho các bác giá là 2,7 triệu ạ, 2,7 triệu một chiếc ạ, bao phí ship cho các bác luôn. Bác nào quan tâm hay liên hệ trực tiếp cơ sở em qua số điện thoại Zalo ạ, sẽ chụp hình thêm cho các bác. Và tiếp tục cơ sở giới thiệu đến các bác hộp đựng mứt ạ. Hôm nay cơ sở còn duy nhất một chiếc ạ, có đường kính là 31 cm và chiều cao khoảng 15 cm ạ. Có được cẩn bốn cành đào các bác nhé, trên đây cẩn là năm chữ phúc ạ, có 5 chữ phúc, có ngũ phúc ạ và 5 cành đào, ốc cực kỳ đẹp luôn. Gỗ là gỗ gõ các bác nhé, chất liệu là gỗ gõ và gỗ liền khối luôn ạ, bảo đẹp cho các bác luôn. Có thể thấy đây cực kỳ đẹp luôn ạ. Trong đây các bác, trong đây chúng ta để hạt mứt này, hạt dưa này, bánh kẹo trong này, và những ngày lễ ngày Tết thì chúng ta để trưng trong này. Cực kỳ đẹp luôn. Ở trên này cơ sở em giao lưu cho các bác giá là 2,8 triệu các bác nhé, cực kỳ nặng luôn ạ, gỗ liền khối, chất liệu là gỗ gõ ạ, giá 2,8 triệu, bao phí ship cho các bác luôn. Và tiếp tục về em giới thiệu thêm cho các bác về một bức tranh tùng lọc ạ. Kích thước chiều dài 127 cm và cao là 61, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé, ốc Singapore. Giờ quay lại gần để cho các bác xem được chi tiết hơn về bức tranh tùng lọc này của bên cơ sở em. Bức này em cũng xin báo giá luôn cho các bác giá là 9 triệu ạ, bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác. Ốc thì các bác khỏi chê rồi, cực kỳ là sáng luôn các bác nhé. Cực kỳ là sáng luôn này, ốc thì đỏ lửa luôn ạ. Cực kỳ là đẹp luôn. Chất liệu ốc 7 màu các bác nhá, ốc Singapore. Các phần khung góc này cơ sở cả những ô vàng và những dây cây mai cài thọ ạ. Bộ này, bức này cơ sở ra lưu cho các bác giá là 9 triệu các bác nhá. Sản phẩm được chế tác tại cơ sở đồ xưa trên Hải Minh chúng em, có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Tất cả các sản phẩm ngày hôm nay bác nào xem không rõ có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em qua số điện thoại 0973 38 446 ạ, sẽ chụp hình thêm chi tiết cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo ạ. Và bác nào ở gần thì có thể đến tại cơ sở của em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Còn đồ gỗ trên mình chúng em xin trân trọng cảm ơn các bác đã xem hết video này. Em xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.